Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Review. Hôm nay thì tiếp tục báo giá cho các bác các dòng sản phẩm TV của bên Soli vào thời điểm tháng 11 năm 2023. Rất nhiều các dòng sản phẩm Soli xuống giá trong cái đợt này, từ phân khúc TV là 43 inch lên đến là 85 inch cho mọi người các bác nhé. Các bác nào cùng em theo dõi vài phút video xem là giá của các dòng sản phẩm TV của chúng ta là hiện tại là bao nhiêu và xuống được bao nhiêu tiền so với những cái video mà em đã quay cho mọi người. Tất cả các dòng sản phẩm TV của bên Soli bên em thì đều là hàng mới nguyên tay nguyên kiện và được bảo hành điện tử 25 tại nhà, hỗ trợ đổi mới trong 30 ngày nếu có lỗi nhà sản xuất. Tất nhiên là có những dòng sản phẩm TV OLED và mini LED bên em sẽ hỗ trợ sẽ được bảo hành điện tử lên đến là 3 năm rồi nhé. Ok, hãy cùng em theo dõi ngay vài phút video sau đây. Đầu tiên thì em xin cập nhật cho mọi người cái dòng TV phân khúc là 43 inch. 43 inch thì đợt này bên em có những dòng TV của 2023. Phân khúc nhỏ nhất của 43X80L rồi nhé. X80L sẽ có những dòng 43, 50, 55, 65, 75 và 85 inch. Những dòng TV này thì được sản xuất năm 2023 và đang là những dòng TV hot nhất trên thị trường X80L. Phân khúc 43 inch thì đang có giá khá tốt cho mọi người trong cái đợt này. Đợt trước thì mọi người biết rồi, Soli nó mới ra mắt giá rất chỉ là cao. Nhưng đợt này thì xuống giá cho các bác rất chỉ là sâu. Với phân khúc 43X80L đang trừ hết về quá cuối cho các bác, nó chỉ rơi vào khoảng độ là còn 13 triệu 600 nghìn thôi nhé, 13 triệu 600 nghìn cho con TV này. Con 43X80L là con đầu tiên trong cái video này của em. Con tiếp theo là con 43X80X75K. 75K thì nó là được hàng của Việt Nam và vẫn đang là những dòng sản phẩm TV Soli có giá thành thấp nhất cho phân khúc TV của Soli là X75. X75 sau đó chúng ta mới lên đến là X80, X85, X90. Thế X75 này là con TV có cấu hình thấp nhất cũng như là có những cái gì đó mà các bác muốn mua những dòng TV của Soli mà hàng thương hiệu ấy, giá thành rẻ thì các bác không thể bỏ qua con Soli này. Với 43X75K bây giờ đang giá rất tốt, dưới 10 triệu đồng cho mọi người. Chỉ còn có 9 triệu 100 nghìn thôi nhé. 9 triệu 100 nghìn cho con TV này, rất rẻ luôn. Rất rẻ cho 43X75K. Còn các bác muốn mua X80N thì nó sẽ rơi vào hơn 13 rồi nhé. Đấy là hai con đầu tiên với phân khúc TV là 43 inch, sản phẩm Smart TV 4K, có điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt và những dòng TV này đều là hàng mới của bên em. Đều là những đét mới nhất năm 2023 rồi nhé. Mua hàng thì thoải mái luôn lựa chọn. Với dòng 50 inch thì chúng ta có 50X75K. 50X75K hàng Smart TV giống hệt con 43 inch kia. Chẳng qua kích thước của nó sẽ to hơn khoảng độ là chỗ này chúng ta nhìn thấy khoảng độ là hơn 5 phân rồi nhé. Khoảng độ 5 phân thôi. Đấy. Mới dòng Soli các thứ nó chỉ chênh nhau 5 phân thôi. Các bác mua 55 inch thì chênh nhau khoảng độ hơn 10 phân. Nhưng với chiều cao này chỉ tầm độ 5 phân thôi. Và đối với con 50 inch này thì hiện tại BM đang có giá tốt cho mọi người. Chỉ còn rơi vào đâu đấy khoảng độ 11 triệu 100 nghìn thôi. 11 triệu 100 nghìn thôi. Đấy con 55 inch. À 50 inch các bác nhé. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ kê thêm những dòng TV như là 55 inch này. Ở phía bên này có con 50 inch nữa, em sẽ cập nhật 50 inch cho mọi người trước nhé. 50 tiếp theo đó là con 50X80L, cũng giống như vòng 43 inch bên kia. Thì đối với dòng 80L này thì nó sẽ có sở hữu thiết kế tràn 3 viền. Thì nó không phải là thiết kế viền dày giống như các dòng TV X8X75 nữa. Con 80 thì được nhiều các bác lựa chọn hơn. Với cái phân khúc X80 thì năm ngoái là X80K, năm nay là X80L, cũng đem lại cho các bác những cái trải nghiệm TV rất là phong phú cũng như là khác lạ đi so với dòng X75. Thì từ X80 các bác sẽ được sở hữu hàng của Malaysia, còn X75 chúng ta hàng của Việt Nam. Đối với dòng 50X80L, điều khiển chúng ta có tìm kiếm giọng nói trên điều khiển và tìm kiếm giọng nói rảnh tay trên các dòng X80. X75 thì không có rảnh tay mà nhé, nhưng mà vẫn có điện khiển tìm kiếm giọng nói trên điều khiển, tích hợp Bluetooth Wi-Fi đầy đủ. Đấy. Với con 50 inch này thì bên em đang bán với giá trừ hết quà đi cho các bác, nó rơi vào đâu đấy khoảng độ là 13 triệu 700 không nhé. 13 triệu 7 hoặc 13 triệu 800 thì khoảng 13 triệu 800 đi. Nó lẻ mấy chục em có đồng làm tròn nên là 13 triệu 800. Ở phía bên này thì với 55 inch thì tất nhiên rẻ nhất vẫn sẽ là những dòng TV 55X75 rồi. X75 rồi, đây các bạn nhìn thấy X75. X75 thì em đang còn X75K cho mọi người. Con này thì những cái dòng K các bác mua ấy, thì luôn luôn được đao giá xuống cực kỳ là sâu. Các bác nhá, lưu cho là dòng K đang đao xuống rất sâu. Ví dụ như con 55 inch này giá chỉ còn có hơn 10 của nó. Chưa đến 12 triệu thôi, dưới 12 triệu, 11 triệu 9 gì đấy. Còn 11 triệu 900 là các bác sẽ sở hữu con TV này. 55X75K.
một con tivi Smart TV 4K mà giọng nói giọng nhiếc là có đủ. Đấy. Hàng của Việt Nam thôi nhưng không được thiết kế tràn viền. Nhưng mà xem hàng của Sony thì luôn luôn là có cái độ sắc nét cũng như là tương phản rất cao, kể cả những dòng đời thấp như này. Toàn bộ công nghệ chạy nét nền những cái dòng tivi của Sony nhé mọi người nhá. Ok, con tiếp theo con 5 nhà Minh với tầm giá dưới 12 triệu đồng. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ xem là có con tivi nào ngon không. 5 nhà Minh. Chúng ta 5 nhà Minh thì hiện tại đang còn thêm hai con nữa, đó là con 55X85 và con 5X890. Đều là dòng K mọi nhá, đều là dòng K, nếu cho em là đều dòng K. Dòng K các bác mua thì luôn luôn được giá tốt. Cái số lượng thì dòng K thì không biết bao giờ là hết, nhưng hiện tại thì vẫn đang có hàng cho mọi người. Với 55X85K là hàng của Malaysia, tần số quét 120Hz. Chúng ta đang có giá là bao nhiêu? 15.750.000 con TV này. 15.750.000 là mức giá thấp nhất cho dòng 5 nhà Minh mà tần số quét 120 của bên Sony. X1 chip 4K, X1 4K HDR, công nghệ Chilumilus Pro là công nghệ đổi trội nhất của TV Sony trong những năm gần đây. Công nghệ chuyển động hình ảnh của chúng ta sẽ là 800, Multiflow 800XR. Giá 15.750.000. Cao hơn thì các bác lấy cho em là 55X90K. 5590 thì với giá là 19.570.000 mọi nhá. 19.570 các bác sở hữu được 55X90K. 90K đợt này thì nó cũng không có thể nào xuống giá được thêm. Rất nhiều các bác hỏi là 55X90K và 65X90K nó có sáng xuống nữa không? Thì hiện tại em thấy nó giá đứng rất lâu rồi. Và em nghĩ nó cũng không thể nào xuống được thêm. Mà có chăng thì nó có thể là tăng giá lên trong cái đợt cuối năm, bởi vì hàng nó không còn nữa. Và những cái đợt như thế này hoặc là các bác mua hàng đợt trước thì giá tốt, còn sợ đến cuối năm là những cái hàng này kiểu như nó bỏ mẫu rồi, nó không sản xuất nữa vì nó bán những dòng là X90L rồi. Thì các dòng này chắc chắn là một là hết hàng, hai là giá nó sẽ cao lên. Đấy là cái dòng X90 nhá, X90X85 nhá các bác nhá. Là X90 chúng ta có chip là chip XR, chip XR. Đấy, màn full ở đây là 90. Ok, 5 nhà Minh có 55X80L nữa. 55X80 đang kê ở đâu nhỉ? Em đi tìm cho các bác nhá. 55X80L thì đang kê ở phía bên này đây rồi. Các nhá. Đây. Đang kê phía bên này. Là con 55X80L thì như em có nói là có X80, X85, X90 là N. Thì đây là con 80 là con thấp nhất. Nhưng con 80 này thì nó là date 2023, tức là nó mới ra mắt thôi. Do đó mà các bác mua những dòng này thì tất nhiên là nó sẽ cao tiền hơn những dòng 2022. Nhưng đổi lại chúng ta được đầy mới hơn. Với 55X80L chúng ta đang có giá cho các bác nó rơi vào khoảng độ 15.300.000. Thôi nhá. 15.300.000 thì các bác có thể mua sang con 55X85K phía bên kia. Là với 15.750.000 thì các bác được hàng tần số quét 120. Thay vì lấy con này là tần số quét là 60. Đấy, một con 2022 và con 2023 đang chênh nhau khoảng độ khá chi là nhiều. Đấy là những phân tích của em thôi. Các bác mua con nào em thấy cũng thấy hợp lý trong cái thời gian gần đây. Tránh trường hợp các bác mua trong cái đợt cuối năm này giá nó sẽ được đẩy lên. Đấy nhá, giá cuối năm kiểu gì nó cũng sẽ lên. Theo cái kinh nghiệm bán hàng của em trong nhiều năm thì càng cuối năm, dịp cuối năm thì giá nó sẽ càng đẩy lên khá chi là cao mọi nhá. Khá chi là cao. Ok, đây là con 55X80L của 2023 với giá thành là 15.300.000 nhé. Tiếp đến là những dòng TV như là 55X85 và 55X90 model là L của 2023. Thì đây là con 55X85 này. 85 năm nay của 2023 thì chúng ta sẽ có sở hữu màn Full HD. Năm ngoái thì như lúc đấy các bác nhìn thấy con 55X85K bên kia màn chỉ là màn Duplex LED thôi. Nhưng năm nay các bác mua 55X85L trở lên sẽ có màn Full HD và tần số quét 120. Nhưng chip của nó vẫn là chip X1. Còn các bác mà muốn mua chip XR thì chắc chắn là muốn phải mua con X90 bên kia. X90L các bạn nhé. Chỉ có X90L và X90K mới có chip XR thôi. Tuy nhiên thì với con X85L năm nay thì cũng được rất nhiều các bác yêu thích. Bởi vì sao? Nó được thiết kế tràn khung 3 viền. Đấy, nó được thiết kế tràn khung 3 viền. Và viền của nó viền vuông. Giống như các dòng X90 năm nay nó cũng là viền vuông. Và viền của X90L nó là viền kim loại. Còn viền của X85L đó là viền nhựa. Đấy. Khác nhau mỗi vậy thôi. Chứ còn đâu thiết kế em thấy cũng na ná là giống nhau. Chúng ta có chip mạnh hơn. Cái công nghệ XR Clear Image là có đầy đủ trên cái dòng
90, còn X85 nó không có. Tất nhiên là mỗi một con nó sẽ nâng cấp lên cho bác một chút đỉnh thôi nhé, một chút những cái phần thông số kỹ thuật. Và giá hiện tại thì đối với cái dòng 65X, siêu quắc 55X, 85L thì hiện tại bây giờ đang giá cũng rẻ hơn đợt trước khá là nhiều. Con này thì giá trừ hết về giá cuối cho bác nó rơi vào khoảng độ là 19 triệu 600 mọi nhá, 19 triệu 6, 9 triệu 7, 19 triệu 6, 19 triệu 7. Còn đối với 55X, 90L thì giá trừ cuối cho bác nó sẽ rơi vào đâu đấy khoảng độ là 24 triệu 5 mọi nhá, 55X. Đấy. À, còn các bác nào muốn mua cái dòng OLED thì đây em có một con OLED của 55X thì em sẽ cập nhật toàn bộ cả 55, 65, 75 và 85 cho mọi người. Đây có 55X80K mọi người nhé, 55X80K là đầu của 2020-12. Và tất nhiên là khi mà mua các dòng X80K thì hay là các dòng K khác ấy, cứ K thì các bác sẽ rẻ hơn N rất là nhiều. Thế đây với 55X80K thì bên em đang có giá cho các bác nó rơi vào khoảng độ là 30 triệu 350 nghìn, hơn 30 triệu đồng các bác sở hữu được con TV là 55 inch OLED TV mà nhá. OLED thì chắc không phải nói nhiều về độ sắc nét rồi. 65 inch thì cũng tương tự như thế, chúng ta sẽ có những dòng TV 65X90, 65X90 này, 65X85, 65X75 và 65X đây. Đơn cử như giống dòng 65X90K là những dòng TV có giá rẻ nhất. Là màn Full HD tần số quét 120 chip XDR. Đây sẽ là những dòng TV có giá 21 triệu 630 mà BM bán cực kỳ là tốt. Rất nhiều các bác muốn mua con TV này. Và chắc chắn là cũng sẽ tương đồng so với những dòng TV của 2022 là X85 và X90 phân khúc 55 inch. Và giá thành của nó cũng không thể nào mà giữ được giá trong thời gian tới. Mọi người mua sắm 65X90K thì chắc chắn là sẽ mua sớm giúp em, tránh hiện tượng là lên giá và hết hàng mọi nhá. 65X90K đang bán 21 triệu 630 nghìn các bác nhá. 65 tiếp theo thì với dòng phân khúc TV 65 thì rẻ nhất vẫn sẽ là 65 các dòng X70 75K. Đây 65X75K là hàng của vẫn là Việt Nam, các dòng đầu K của 75 là hàng Việt Nam và thiết kế không được tràn. Đấy, những dòng này thì giá là luôn luôn là rẻ mọi nhá. Giá thì hiện tại hôm nay đang bán được khoảng độ hơn 14 triệu 2, 14 triệu 3 đúng không? 14 triệu 2, 14 triệu 300. Con TV là 65X75K. Đấy. Đấy là những dòng TV X75K 65 inch thì cũng không có quá nhiều điều để nói. Như em có nói cái dòng 55 và 43 rồi. Thì 65 inch cũng tương tự như thế. 65 inch thì tiếp theo là những dòng TV 65X70, X80L và X85L. Thì ở đây em đang kê con 65X80L. Đây. 65X80L. À, còn hai phân khúc nữa là 75 và 85 nữa mọi nhá, các bác đợi em nhé. Với 65X80L đây em đang kê ở đây. Con TV này thì giá thành đợt này cũng dưới 20 củ cho mọi người, nó rơi vào chỉ 18 triệu mấy thôi. Các nhá. Khoảng độ là rơi vào khoảng độ 18 triệu 7, 18 triệu 8 cho phân khúc TV là 65X80L. Đấy. Còn với 85L thì màn Full HD chắc chắn là nó cũng được nhiều ưu ái hơn. Tất nhiên là giá thành nó sẽ cao hơn khá nhiều đấy. Với con kia khoảng độ 18 thì con này sẽ rơi vào, trừ hết quà đi cho các bác, nó sẽ rơi vào khoảng độ là 25-24, hơn 24 một chút, 24 triệu đồng rồi nhé, 24 triệu mốt hoặc gì đấy cho 65X 85L. 85L các bác nhìn thấy một cái màn Full HD rất to đây, 65X 85L các bác nhé, màn Full HD. 65X90L và 95L đang kê đâu nhỉ? Đây. Coi nhá. 65X90 thì những cái dòng trên này thì nó giống như cái dòng công nghệ ở đời dưới thôi, em chỉ đi sơ qua và đọc giá thôi. 65X90L thì nó giống 55X 55X80L. À 65X90L giống 55X90L thôi, thì kích thước khác nhau thôi. Con này thì hiện tại giá thì đang còn giá rơi vào đâu đấy khoảng hơn 29 triệu. Trừ đi quà đi còn bao nhiêu nhỉ? Trừ đi 1 triệu còn 30 triệu trừ đi đúng không? À, còn 29 triệu 200, 29 triệu 180, 29 triệu 200. Đó nhá, 65X90L. Con này thì chắc chắn đợt tới giá nó cũng sẽ giảm xuống cho mọi người, chứ không thể nào đứng cái giá cao như vậy được. Ở phía bên 65X95L cũng tương tự như thế. Với phân khúc 65X95L là màn mini LED bảo hành điện tử 3 năm.
giống như OLED các bác nhá. Cũng được bảo hành điện tử 3 năm. Với con này đang bán khoảng độ 49.500. 49.55 màn hình mini LED thì cũng tương tự như dòng OLED, thì chắc không cần phải bàn cái về độ sắc nét cũng như là độ tương phản cấu hình, thiết kế đẹp. Tiếp đến là những dòng TV 75 inch đi. 75 inch và 85 inch em đang kê phía bên ngoài. Ở đây thì luôn cho các bác hai con TV là 75X90L và 75X85L. Đấy. 90L đợt này giá cũng giảm xuống cho mọi người nhé. Các bác trước mua hoặc là xem được video của em ấy, thì tầm độ trên 40. Nhưng mà với 75X90L đợt này giá cũng rất rẻ cho các bác. Nó chỉ có 38 triệu 200 thôi. 38 triệu 2 từ trước hơn 40 thì đợt này xuống cũng tầm 2 đến 2, hơn 2 triệu hoặc 3 triệu đồng cho một khúc TV 75X90L. Còn 75X85L đợt này xem giá cũng còn 33 triệu 300. 33 triệu 300 cũng nhá. Xuống cũng khá chi là nhiều so với thời điểm trước đấy. Thì các bác mua hàng thì chắc chắn là càng về lâu về dài thì những dòng X90, X85 hoặc X80 đuôi N ấy, thì chắc chắn là nó sẽ giảm dần. Đấy, 75X90L đang còn giá là 38 triệu 200 các bác nhá. Còn 75X85L thì đang bán là 33 triệu 300. Ở phía bên này thì có thêm những dòng TV 85 inch và 75 inch nữa này. 75 inch thì đợt này sẽ có thêm những dòng 75X80 nữa này. Luôn các dòng 75X80 cho mọi người các bác nhá. Với 75X80 thì giá còn 27 triệu 400 cho 75X80L đây, đăng kê đây. Chúng ta có đầy đủ các phân khúc 75 inch là 75X80L, 75X85L, 75X90L rồi. Và có 75X85L, 95L nữa, nhưng các bác nào hỏi thì em xin trả lời phần comment. Bởi vì những con đó thì em đang không kể ở đây. Con tiếp theo cuối cùng sẽ là con 85 inch, 85X80L mọi nhá. Rất to luôn, to hơn cả con 75 inch ở phía bên ngoài này. Con 75 inch ngoài này thì nó cũng đã rất to rồi, nhưng con này thì em đang zoom nhỏ lại cũng không hết màn hình của nó đây. Đấy, với phân khúc 85 inch này thì các bác mua hàng thì chắc chắn là những dòng cỡ đại rồi. 85 inch thì con to nhất rồi. X80L mọi nhá. Con 85 inch này thì các bác mua đợt này cũng rất rẻ. Đợt trước em báo ra cho các bác nó rơi vào khoảng độ là 45-46 đúng không ạ? Nhưng đợt này thì xuống giá cho các bác chỉ còn có 42 triệu 500 thôi. 42 triệu 500 cho con TV là 85X80L mọi nhá. Ok, thì em vừa đi qua toàn bộ các dòng TV của bên Soli với phân khúc TV từ 43 inch lên đến là 85 inch. Giá thành rất chi là hợp lý tại siêu thị điện máy của EcoMax thời điểm cuối năm 2023 và chuẩn bị đón sang năm 2024. Thì mọi người mua sắm thì nhanh tay liên hệ với siêu thị BM để mua hàng mọi nhá. Ok, thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video clip tiếp theo.